Xin kính chào chị em và các bạn Chúng tôi giới thiệu đến chị em và các bạn chiếc lắp tay của Hang West thương hiệu Hoa Kỳ Đây là chiếc lắp tay bằng thép mạ Chromniken với dây đai phần chính là ở dạng dây xích nhưng mà khi chúng ta bật cái này ra thì phía trong nó lại là một chiếc đồng hồ Đấy. đây là chiếc đồng hồ có cái model là g chín năm một tám bảy l được sản xuất khoảng những năm 2000 chính hãng tại nhà máy của West Đồng hồ thì có hai kim. Đồng hồ có hai kim. Mặt số đen. Đấy. Bề rộng của cả thân đồng hồ này chỉ có 14mm thôi. Còn bề rộng của cái mặt số này chắc chỉ khoảng tầm 11mm hoặc 10mm thôi. Ở trên nắp đóng thì có chữ G được làm đá rất là tinh tế ở đây cũng có chữ West đấy đồng hồ tổng quan thì mới trên 90 phần trăm và hiện nay thì dây đai đủ cho người có cổ tay cỡ khoảng 17 cm chu vi trở về mình là tay có cái chu vi chu vi 17,3 cm nên dẫn tới là đeo vào là cảm giác là hơi chật. đấy à đây chúng ta nhìn tổng quan về chiếc đồng hồ này đây là phía sau của nó, West 6951 bảy l máy quắc Nhật Bản, có nắp đóng, dưới đai đây, uh, West chính xác là thương hiệu của Hoa Kỳ nhá chứ không phải là sản xuất tại Hoa Kỳ đâu. Hôm nay mình cũng phân biệt, mình nói lại một lần nữa để cho các bạn nắm được nhiều vấn đề về thương hiệu cũng như là sản xuất. Ờ, từ những năm ngàn, cuối những năm 1980 thì công nghiệp đồng hồ Hoa Kỳ người ta đã sản người ta đã di chuyển sang Thái Lan, Philippines hoặc là Trung Quốc rồi. Gần như là người ta không sản xuất tại Hoa Kỳ nữa. Đấy. Chính vì vậy mà ví dụ sản xuất tại Trung Quốc chẳng hạn thì với công nghệ của Hoa Kỳ, tiền Hoa Kỳ và uh, quản lý của Hoa Kỳ còn uh, sản xuất có thể là tại Trung Quốc, có thể lắp ráp với máy quốc của Nhật Bản hoặc một nước thứ ba thứ tư nào đó nữa đấy dây da có thể là nhập từ việt nam hay thái lan thậm, thậm chí có thể là cộng hòa pháp vân vân đấy để, để hình thành những chiếc đồng hồ thế chính vì vậy mà khi đó chúng ta phải dùng từ chuẩn xác đó là thương hiệu hoa kỳ chứ không phải là đồng hồ hoa kỳ đúng không ạ đồng hồ hoa kỳ thì nó phải sản xuất tại hoa kỳ này rồi thì nó phải chiếm bảy tám chín gì đó về cái cái cấu thành sản phẩm được uh, linh kiện đầu vào là được sản xuất tại Hoa Kỳ thì chúng ta mới gọi là đồng hồ Hoa Kỳ. Thế chính vậy mà những cái đồng hồ nào mà được sản xuất khoảng từ những năm 1990 trở lại đây mà các thương hiệu của Hoa Kỳ ví dụ như là West này, hay là Relic này, hay là FMD này, Fossil này, vân uh, vân và Accutime này uh, thì uh, chúng ta chỉ dùng từ là thương hiệu Hoa Kỳ thôi. Nó một cách chuẩn xác là, là như thế. Đấy thì đấy là chính là cái cái thời đại toàn cầu hóa khi mà um, nơi nào có lao động rẻ nơi nào mà thuế thấp vân vân rồi thì bảo vệ môi trường không còn yêu cầu quá cao thì người ta di chuyển sản xuất tới đó đấy. đấy là cái cái tình hình chung là như thế thế thì ông Hoa Kỳ thì ông cũng đi nhanh về vấn đề này lắm ông ấy thấy Trung Quốc thì sản xuất rẻ nhân công rẻ ông đến ông sản xuất Đấy, và sau này thì ông Nhật Bản khoảng độ đến khoảng độ cuối những năm 1990 đầu năm 2000 thì các hãng như Seiko, Oren hay là Citizen cũng bước chân vào thị trường Trung Quốc để sản xuất. Vừa là đó là thị trường tiêu thụ những hơn một tỷ dân. Đấy. Chúng ta hiểu như vậy. Thì chính vậy mà những cái đồng hồ mà ví dụ như mà Nhật Bản mà sản xuất khoảng sau năm 1995 chẳng hạn. Có thể là 97 98 cho đi thì đa số là sản xuất tại Trung Quốc đa số thôi mình không nói tất cả nhé tại, tại nhật bản người ta vẫn sản xuất nhưng mà nó hạn chế lắm và nó ít lắm đấy đấy là mình nói lại về một chút về uh, đồng hồ sản xuất tại nhật bản thì chúng ta gọi là đồng hồ nhật bản đấy. đồng hồ mà sản xuất vẫn là hãng đó nhưng sản xuất tại trung quốc thì chúng ta chỉ gọi là đồng hồ thương hiệu nhật bản thôi ví dụ như seiko mà sản xuất tại trung quốc thì chúng ta phải nói rõ đó là uh, thương hiệu nhật bản đấy đồng hồ Seiko nhưng thương hiệu Nhật Bản chứ không phải là uh, sản xuất tại Nhật Bản. Bởi vì là những cái điều này nó khác nhau khá, khá là nhiều. Khi mà sản xuất tại Hoa Kỳ hay sản xuất tại Nhật Bản thì giá thành nó sẽ rất, rất là cao. Đồng hồ nó sẽ đổi giá lên gấp 2, gấp 3 lần cơ. Còn khi sản xuất tại Trung Quốc thì cũng thấy có thể là một phần là chất lượng cũng có thể là thay đổi không nhiều đâu. Mình không đánh giá vấn đề đó vì mình, mình mình và mình cũng không nên đánh giá hoặc kỳ thị về xuất xứ. Nhưng ý mình muốn nói rằng là khi sản xuất tại Trung Quốc thì giá nó chỉ bằng 1 phần 3 thôi Vẫn là hãng đó ừ. Cũng là cái xe Honda như Honda Nhật, sản xuất tại Nhật Bản, như ví dụ như chiếc Dream uh, Ngày xưa gọi là Dream, uh, Dream 3 thì phải Thì nó khoảng độ tầm 100 triệu khi đó Trong khi đó thì lúc đó thì cái Dream uh, 2 sản xuất tại Thái Lan mới khoảng độ tầm 35-40 triệu Và sau này thì sản xuất tại Việt Nam có khoảng 20 triệu thôi Vẫn là chiếc Dream, vẫn là Honda Đấy có lẽ là thay đổi chả đáng kể nó chỉ là cái bề ngoài mẫu mã thôi Nhưng mà đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu Và khi bán hàng thì chúng tôi sẽ cố gắng nói rõ Các bạn để ý rõ cái bài viết của chúng tôi Ví dụ như là chúng tôi nói là thương hiệu Hoa Kỳ hay sản xuất tại Hoa Kỳ Hay thương hiệu Nhật Bản hay sản xuất tại Nhật Bản Sản xuất tại Nhật Bản thì nó khác và giá nó sẽ khác đấy Thế Cảm ơn các bạn đã xem video Đây là chiếc đồng hồ dành cho nữ Và dạng lắc tay ở thép vừa khỏe mạnh nhưng mà vẫn duyên dáng bề rộng chỉ có 14 mm thôi nó tương tự như một cái lắc vàng trắng vậy vàng trắng thực ra màu vàng trắng màu của nickel chrome thì nó không khác gì nhau nhiều lắm đấy à, các bạn lưu ý là cái lắc của chúng tôi hiện nay chỉ phù hợp cho chị em phụ nữ có cổ tay khoảng 17 cm chu vi trở về đây đây các bạn nhìn thấy cái vết xích của mình à, cổ tay 17 xấp xỉ 17,5 cm chu vi đeo vào nó hơi 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 chặt đấy đây là chiếc đồng hồ có cái độ mới là trên 90% nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn sẽ đã xem video. Cảm ơn rất nhiều.